Diễn đàn châu Á Bác Ngao BFA thường niên năm 2024 được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 3 tại thị trấn nghỉ mát Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Theo công bố, chương trình nghị sự năm nay của diễn đàn được coi là Davos châu Á này sẽ bao gồm hàng loạt phiên thảo luận về các vấn đề nóng hiện nay đối với châu Á và toàn cầu. Diễn đàn châu Á Bác Ngao BFA thường niên năm nay sẽ có 4 phần chính: kinh tế thế giới, đổi mới sáng tạo, phát triển xã hội và hợp tác quốc tế, bao gồm hàng chục chủ đề khác nhau với những cuộc thảo luận chuyên sâu, hội nghị bàn tròn, đối thoại doanh nhân. Với mục đích sáng lập là thúc đẩy hội nhập kinh tế ở châu Á, BFA 2024 có nhiều chủ đề tập trung vào khu vực, chẳng hạn như đầu tư vào châu Á, tăng cường hợp tác tài chính, chuỗi cung ứng và nỗ lực xây dựng châu Á thành một trung tâm tăng trưởng. Theo báo cáo mới được diễn đàn công bố, kinh tế châu Á dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4,5% vào năm 2024, vượt mức năm 2023 và tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chương trình nghị sự cũng bao gồm các cuộc thảo luận về các chủ đề như trí tuệ nhân tạo AI, năng lượng mới, hợp tác vành đai và con đường chất lượng cao. Qua đây, các diễn giả sẽ thảo luận về thời điểm và địa điểm đột phá của cuộc cách mạng công nghệ, những thay đổi do nội dung do AI tạo ra, AIGC mang lại cho thế giới, cho nền kinh tế và cuộc sống của nhân loại, những rủi ro nó có thể gây ra và quản trị AI toàn cầu. Ngoài ra, diễn đàn còn có các cuộc thảo luận tập trung vào các chủ đề lớn khác như đối mặt với sự vân mảnh trong thương mại toàn cầu, triển vọng kinh tế toàn cầu, triển vọng địa chính trị toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt và căng thẳng trong quan hệ quốc tế ngày càng gia tăng, sáng kiến an ninh toàn cầu, cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh và thúc đẩy hòa bình thế giới, cũng như cách vượt qua các rào cản để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy hành động vì khí hậu toàn cầu. Chủ đề của diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay là châu Á và thế giới, những thách thức chung, trách nhiệm chung. Theo Tổng thư ký của diễn đàn Lý Bảo Đông, diễn đàn mong muốn kêu gọi các quốc gia cùng tăng cường đoàn kết và hợp tác, xây dựng lại niềm tin cũng như thúc đẩy hòa bình và phát triển chung. Đặng Dung, phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đưa tin từ diễn đàn châu Á Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.